Thưa quý vị, hiện nay Đà Nẵng có hơn 31.900 doanh nghiệp với tổng số hơn 408.000 lao động. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra nhằm giúp các đơn vị từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, đoàn kiểm tra số 1 do trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung làm trưởng đoàn đã có các buổi kiểm tra tại Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Miền Trung và hai đơn vị cơ sở của tổng công ty là chi bộ ban quản lý dự án lưới điện miền Trung, Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng. Tại đây, đoàn đã ghi nhận cấp ủy, ban lãnh đạo các đơn vị đều xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là rất quan trọng, là cơ sở để các đơn vị thành viên phát huy được vai trò làm chủ của người lao động theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Và những cái điểm sáng mà trong việc thực hiện của chúng tôi như là chúng tôi đã ký kết với người lao động những thỏa ước, những nội dung trong bản thỏa ước lao động tập thể với những nội dung là có lợi hơn cho người lao động. Và bên cạnh đó thì một cái công tác nữa rất là quan trọng theo chúng tôi đó là đối thoại. Thì bên cạnh những cái kỳ đối thoại định kỳ, chúng tôi có tổ chức những cái hội nghị đối thoại giữa tổng giám đốc, chủ tịch công đoàn với những người công nhân lao động trực tiếp ở dưới các đơn vị cơ sở vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Bên cạnh đó, mỗi năm, Tổng công ty Điện lực Miền Trung đều phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đặc biệt trong phong trào dân vận khéo, đã nhân rộng được các cách làm hay, mô hình tốt như tiếp dân, giao tiếp khách hàng giỏi, chuyển đổi số thành công, cũng như công tác đối thoại, xử lý kiến nghị của người lao động. Tại các buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra số 1, trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đánh giá cao các đơn vị đã tập trung triển khai tổ chức quán triệt, tuyên truyền nhiều văn bản của Trung ương, Tập đoàn Điện lực và thành phố đến các cơ sở trực thuộc và tập thể người lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Có địa bàn mình rộng nên một số cái việc mà triển khai rồi lấy ý kiến đóng góp hoặc là triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là có nơi có chỗ là cũng chưa thường xuyên. Thì cái này cũng đề nghị là trong thời gian tới cái công tác mà triển khai thực hiện cũng như là công tác kiểm tra đôn đốc theo dõi giám sát cái việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị mình là cần phải thường xuyên và đưa vào trong các cái chương trình, các cái cuộc họp, các cái buổi làm việc đều có phải có cái chương trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở này để cho cứ tạo nên cái đồng sự đồng thuận cao trong cái thời gian đấy. Lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Trung thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 17 ngày 7 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố, tiếp tục quan tâm tổ chức tốt các hoạt động như hội nghị người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt yêu cầu công khai minh bạch các chủ trương theo quy định cho tập thể người lao động, tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị, góp phần đảm bảo việc sản xuất kinh doanh ngày càng đạt năng suất cao.